Đây có ai hỏi này, bác sĩ nói về các thuốc cần chuẩn bị khi con đi du lịch à? Mình quên mất, đúng rồi, chuẩn bị là một cái kỳ nghỉ lễ rất dài của chúng ta, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sau lễ dỗ tổ Hùng Vương, chúng ta có một kỳ nghỉ dài. À, bố mẹ sẽ có những cái, một là các cái chuyến về quê cho con thăm ông bà anh em họ hàng, và những cái chuyến đi chơi xa. À, và trong những cái chuyến đi này, gia đình có con nhỏ là chúng ta băn khoăn nhất, ngoài chuẩn bị đồ ăn thức uống nơi ở cho con, thì cái câu chuyện về các cái loại thuốc mà chúng ta chuẩn bị mang theo để xử trí trong các cái tình huống cấp tính của con là một vấn đề mà phụ huynh cần quan tâm. Thế thì bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn những cái loại thuốc mà các bạn sẽ phải mang như sau. Đúng rồi, những cái thuốc ở trong tủ thuốc của gia đình thì các bạn quen thuộc rồi. Thế thì lúc mà đi con đi du lịch, con di chuyển một cái vùng mới, thì những cái bệnh lý mà con dễ gặp phải, chắc chắn là sẽ có bệnh lý về đường tiêu hóa vô cùng dễ mắc phải trong quá trình đi du lịch, mà có hay có bệnh điển hình người ta gọi là tiêu chảy. Đi du lịch tiêu chảy nhiệt đới ấy, hay đi một cái vùng đất mới, một loại thức ăn mới là con dễ bị tiêu chảy. Thứ hai là cảm sốt, ba là viêm đường hô hấp. Đấy là những cái bệnh mà con hay gặp phải. Thế nên những cái loại thuốc mà các bạn cần chuẩn bị cho con sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên là thuốc về đường tiêu hóa. Về cơ bản thuốc về đường tiêu hóa thì các bạn sẽ chuẩn bị ba loại này. Thứ nhất là men vi sinh, thứ hai là kẽm, và thứ ba là orezon để bù nước và điện giải. Men vi sinh và kẽm là cần nhất, bởi vì đây là những cái thuốc đầu tiên để điều trị tất cả các rối loạn đường tiêu hóa của con. Ví dụ con của các bạn sẽ gặp đầy hơi, đầy bụng, nôn chớ, ăn không tiêu do ngộ độc thực phẩm, hoặc là bị rối loạn đường tiêu hóa gây ra tình trạng tiêu chảy. Mức độ nặng nhẹ thì nó sẽ có sự khác nhau, nhưng mà cái thuốc đầu tiên mà các bạn dùng cho con thì sẽ là men vi sinh cộng với kẽm. Nên hai thuốc này là hai thuốc cần thiết các bạn mang theo cho em bé trong quá trình đi du lịch. Một cái thuốc tiếp theo nữa là orezon để bù nước và điện giải. Trong một số trường hợp là con của chúng ta bị tiêu chảy cấp, vừa tiêu chảy vừa nôn, em bé sẽ không bù được nước bằng đường uống, tức là mỗi lần mà uống nước hay uống ăn đồ ăn vào em bé hay bị nôn ra, thì dễ dẫn tới là cái tình trạng bị tiêu chảy cấp gây ra mất nước, nên là orezon là thuốc cần dùng trong trường hợp này. Ngoài ra thì một số em bé đặc biệt thì chúng ta sẽ có thêm một số cái thuốc khác, ví dụ như là thuốc chống đầy hơi, simeticone hay là neobeptin. Những cái thuốc này là các bạn có thể dùng thêm trong quá trình mà nó đầy hơi đầy bụng, mà em bé của chúng ta khó tiêu hóa các cái đồ ăn mà chúng ta mang đi được. Còn có một cái loại thuốc này thì khuyến cáo các bạn là cẩn trọng trong vấn đề sử dụng, đó là thuốc chống nôn. Bởi vì phản xạ nôn và tiêu chảy là bản phản xạ tích cực của cơ thể, phản xạ bảo vệ của cơ thể trước các cái tác nhân gây bệnh. Đấy, khi ngộ độc thực phẩm, khi bị virus vi khuẩn tấn công vào đường ruột, nó sẽ nôn ra hay nó sẽ tiêu chảy ra, để là cách để nó tiêu đưa các cái virus vi khuẩn, các cái mầm bệnh ra ngoài. Nên thuốc chống nôn ít nhất là trong 24 giờ đầu chúng ta sẽ không dùng cho con, vì khi chúng ta chưa xác nhận được nguyên nhân chính xác. Ví dụ những em bé mà có ngộ độc thực phẩm thì việc em bé nôn ra được và em bé tiêu chảy ra được mới là thải các cái độc tố ra ngoài để giúp con của chúng ta khỏi. Nhưng nếu chúng ta không biết mà chúng ta cho con sử dụng thuốc cầm nôn sớm thì nó sẽ có nguy cơ ứ đọng cái độc tố ở trong cơ thể lâu hơn, và làm con của chúng ta chậm cái quá trình lành bệnh hơn. Nên nhắc lại với các bạn là chỉ có men vi sinh này, có kẽm này, có orezon này, bổ nước và điện giải. Ngoài ra còn có thêm thuốc chống đầy hơi như là simeticone để giảm quá trình đầy hơi để bụng khó tiêu cho con. Đấy là thuốc về tiêu hóa. Thuốc số 2 là thuốc về hô hấp. Khi thay đổi một môi trường, kiểu gì con của chúng ta cũng có những vấn đề về hô hấp xảy ra, thường sẽ là hắt xì, sổ mũi, chảy mũi, và nặng hơn thì bắt đầu sẽ viêm mũi họng hoặc là viêm phế quản khi mà tiếp xúc với nhiều người, nhiều mầm bệnh hơn. Thế các cái thuốc mà chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng với tình huống của con, thứ nhất là nước muối ưu trương. Nước muối ưu trương 1,9%, 1,5% hay 3%. Cái nước muối ưu trương có tác dụng là co mạch mũi và sát khuẩn để giúp thông thoáng mũi cho con. Nên khi con bắt đầu hắt xì, chảy mũi, sổ xịt mũi là ban ngày, các bạn sẽ sử dụng các sản phẩm nước muối ưu trương cho con. Để trên thị trường hiện nay ví dụ như có Isolite màu vàng, Sterima màu cam, Nebusan hay là Nebian. Đấy là có một số dòng khác nhau như vậy, nó quen thuộc. Còn ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm được nữa. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình nước muối đẳng trương là 0,9%, tức là nước muối sinh lý thông thường. Nước muối ưu trương là cái nồng độ nó lớn hơn 0,9% đấy. Để trên thị trường hiện nay có nhiều hãng khác nhau, có 1,3, 1,5, 1,9 hay là 3%. Thì các bạn lựa chọn loại nào cũng được. Sử dụng một ngày từ 3 đến 5 lần tùy mức độ của em bé. Kết hợp thêm một thuốc nữa là thuốc co mạch nhỏ vào buổi tối. Thuốc co mạch như là sinometazonin, nhỏ tuổi thì dùng nồng độ thấp mà lớn tuổi thì dùng nồng độ cao hơn. Có một số sản phẩm trên thị trường như là Nacivin hay là Iniadin, Ochivin.
Nasivin, Inia không phải có 1% mà thích hợp cho trẻ dưới 1 tuổi. Từ 1 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng Otriven 0,025%, và từ 5 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng thuốc giống người lớn Otriven 0,05%. Nhưng mà thực tế hiện nay thì rất khó để mua cái dòng 0,01%. Và trong nhiều trường hợp thì chúng ta vẫn phải chấp nhận dùng cái loại 0,025% cho những em bé từ 6 tháng trở lên. Đấy là hai cái thuốc mà trực tiếp vào mũi. Về đường uống thì chúng ta có thuốc như thế này. Thuốc siro thảo dược hoặc là chai xịt họng dạng thảo dược, đây là cái thuốc mà các bạn dùng cho em bé. Ngoài ra thì nó sẽ còn thêm một cái thuốc để giảm ho cho em bé một chút, đó là cái thuốc desloratadine trong trường hợp ho khan mà ho nhiều, ho do thay đổi thời tiết, thì các bạn có thể dùng thêm cái desloratadine để giảm dị ứng cho em bé, giảm ngứa cổ, giảm khó chịu cho em bé ở em bé trên 6 tháng tuổi mới dùng. Thì 6 tháng này mọi người cũng ít cho đi du lịch bây giờ, hoặc là sẽ cần phải thăm khám kỹ hơn. Những cái siro thảo dược thì có rất nhiều hãng khác nhau, các bạn dùng hãng nào cũng được, không vấn đề gì. Tiếp theo nữa, với trong viêm đường hô hấp thì thường sẽ kèm theo cả sốt, nên thuốc hạ sốt chắc chắn là thứ mà không thể thiếu được mà các bạn phải mang theo. Thì các bạn chỉ mang theo giúp mình là paracetamol thôi, các bạn có thể mang cả gói dạng uống, và thứ hai là viên đạn đặt hậu môn. Thì trong một số trường hợp là con của chúng ta có đau họng, viêm họng, uống và sẽ nôn, khó uống mà các bạn khó tính cái liều lượng thuốc, thì chúng ta sẽ sử dụng viên đạn đặt hậu môn cho em bé. Thuốc hạ sốt là thứ không thể thiếu. Nhóm thuốc thứ ba, bởi vì thay đổi môi trường, thay đổi thời tiết thì chắc chắn là sẽ kèm theo cái tình trạng hay bị nổi mề đay hay bị dị ứng khó chịu, nên chính cái thuốc mà desloratadine ý, chính là cái thuốc giải quyết vấn đề dị ứng, là các bạn có thể mang theo cho em bé. Cái thuốc này dùng trong trường hợp dị ứng nổi mề đay, và dùng cho cả trường hợp trong 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 các vấn đề về mũi họng, nếu mà có cái tình trạng như ngứa mũi, chảy mũi, hắt xì, hay là ho khan, ho ngứa cổ mà ho nhiều, thì các bạn vẫn kết hợp và các bạn dùng cho con được. Thôi rồi, một cái loại thuốc tiếp theo nữa mà rất chi là cần, đó là thuốc trị côn trùng cắn. Thuốc trị côn trùng cắn, em bé rất dễ bị côn trùng cắn. Các cái thuốc vôi trị côn trùng cắn là những cái thuốc mà các bạn cầm mang theo cho em bé. Ngoài ra thì ở một số cái điểm, ví dụ như các bạn đi biển, các bạn phải mang thêm kem chống nắng. Trẻ nhỏ hoàn toàn có thể dùng kem chống nắng bình thường các bạn nhé. Mang thêm kem chống nắng cho em bé. Và một cái loại thuốc nữa, thực ra thì lúc nào các bạn cũng nên mang theo, đó là chai xịt bọc. Các cái tai nạn thương tích, tai nạn xảy ra trong quá trình sinh hoạt của em bé sẽ là vô cùng phổ biến, và trẻ rất dễ bị bỏng, nên các cái chai xịt bỏng sẽ giúp giảm ngay những cái hậu quả, những cái khó chịu ban đầu của em bé liên quan đến bỏng. Nên là các bạn có cái chai xịt bỏng thì sẽ giảm được cái tổn thương của bỏng của con là rất nhiều. Đấy là về cơ bản, ít nhất là các bạn sẽ phải có bằng cái thuốc mang theo cho em bé để là chúng ta xử trí những cái tình huống cấp tính của con. Thế mình sẽ điểm lại cho các bạn. Thuốc về tiêu hóa thì có men vi sinh, có kẽm, có orezon và có simeticone chống đầy hơi. Ngoài ra sẽ có một cái thuốc này nhưng mà lớn hơn, tầm 2 tuổi các bạn hãy sử dụng ngay, đó là smecta, thuốc điều trị tiêu chảy trong cái trường hợp mà tiêu chảy triệu chứng đầy hơi, còn là đau bụng, khó chịu, phân sống hơn một chút ở những cái lúc mà đổi thời tiết, đổi nước hay ăn đồ ăn lạ, là cái smecta. Nhưng mà trên 2 tuổi thì các bạn hãy áp dụng cái này, và dưới 2 tuổi thì theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc cho đường hô hấp thì gồm có nước muối gu trương nhỏ mũi, thuốc nhỏ co mạch mũi, siro ho dạng thảo dược, và thuốc desloratadine để giảm ho, các thuốc tiêu đờm, kháng sinh hay cái gì dịch, các bạn không cần phải mang theo, vì cái này phải có chỉ dẫn của bác sĩ và mua ở các cái thuốc được. Tiếp theo là thuốc bôi trị côn trùng cắn, kem chống nắng, thuốc trị bỏng, trong một cái bọc thuốc các bạn mang đi như vậy, để trong cái trường hợp khẩn cấp chúng ta sẽ dùng cho con ngay, và sau đó là tùy thuộc tình huống của con thì chúng ta sẽ xử trí. Một câu hỏi nữa mà các bạn sẽ kèm theo trong quá trình, tức là bác sĩ vừa chia sẻ với các bạn, đó là những cái thuốc để điều trị, để dự phòng mang theo trong quá trình con đi du lịch hay là thay đổi địa phương. Vậy bây giờ em có chuẩn bị một cái thuốc gì để tăng cường sức đề kháng cho con, để em có thể đưa con về quê, hay mà em có thể đưa con đi du lịch mà con của chúng ta không bị ốm được không? Thường là vấn đề đấy phụ huynh sẽ lo lắng hơn, luôn muốn hỏi là có một cái thuốc gì phòng không. Thì mình nói với các bạn, chúng ta là không. Bởi vì quá trình tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch là một cái quá trình dài ngày, không phải là đến một cái thời điểm nào đó là uống rất nhiều thuốc tăng cường sức đề kháng hay ăn rất nhiều cái đồ ăn gì cho là tăng cường sức đề kháng mà con sẽ tăng được. Nên trên nguyên tắc là đi chơi, đi trong này các bạn này, che nắng, che gió, tức là để tránh cái tình trạng cảm nắng của con. Chú ý cái vấn đề ăn uống, vì nhiều lúc là chơi như thế này nó sẽ bị thay đổi vì cái thực đơn ăn uống của con nằm giảm mải chơi, nó ảnh hưởng đến cái thời gian ngủ nghỉ của con, nên phải chú ý đến thời gian ăn và nghỉ của con, tránh ánh nắng, bù nước. Đấy, và một điều chú ý nữa là khâu giữ vệ sinh, trẻ con nó nghịch như thế này mọi thứ nó đưa vào trong miệng. Đấy, và nó sẽ bị nhiễm khuẩn từ cái quá trình
vui chơi của em bé mà thôi. Đây chúng ta chỉ gọi là chú ý giữ vệ sinh, chú ý mặt dinh dưỡng, chú ý về cái giấc ngủ cho con để tổng thể em bé cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Chứ chúng ta sẽ không có một cái câu chuyện gọi là một cái thuốc gì đấy để gọi là phòng trước cho con trong quá trình chúng ta cho con đi du lịch để con không bị ốm, không có nhé.